Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ ưu tú Như Hoa và Tốt Nữ sẽ mở đầu chương trình hôm nay bằng bài hát mang tên Lá Thư Quê Nhà, do soạn giả Bùi Thế Căn soạn lời theo điệu Đào Liễu. Lời thơ thể hiện niềm vui khôn xiết của cô gái khi nhận được thư của người yêu đang bảo vệ tổ quốc. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, ánh trăng chính là ngọn đèn soi sáng từng nét chữ thân thương của người yêu, lòng dâng trào nỗi nhớ. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh chiếc nón lá tượng trưng cho sự thanh tao dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam, bởi nón luôn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt đối với những người nông dân thì nón luôn là người bạn của họ để che nắng, che mưa. Ngoài ra, nón còn làm duyên cho người phụ nữ đẹp, tế nhị, kín đáo. Dưới vành nón, đôi mắt, nụ cười, xuôi tóc mượt mà của cô gái dường như được tôn thêm nét duyên dáng mà không kém phần quyến rũ. Chúng ta cùng cảm nhận nét đẹp của chiếc nón qua bài Chiếc nón quê hương do soạn giả Quốc Anh soạn lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày theo điệu trước cầm hồi văn. Vành trăng trách bên nhà ai, ai đói sắc sắc tơ vàng, sắc tơ vàng thì ông khi mưa nồng tầm anh thu chiều thì bâng quăng non lá. Nối tiếp chương trình là những lời ca mang đầy tâm trạng của người lính bao năm nơi chiến trường. Nay trở về quê cha đất mẹ, đi giữa mùa hoa cải vàng, có một chút bâng khuâng xao xuyến, một chút nhớ và một chút bình yên thư thái trong tâm hồn. Bài Bến sông xưa do soạn giả Khổng Minh Dụ soạn lời, nghệ sĩ Chu Cường trình bày theo điệu Sa Lạch Chênh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bao năm nơi chiến trường xa, trở về quê giữa mùa hoa cải ngồng, vàng ươm triền bãi bên sông, bâng khuâng lữ khách chiều đông đợi đò, là lướt cánh vòi ơi đồng nghi xanh, đồng xanh thời là lướt cánh Thank you.
hết người, nghiêng vành non giấu nụ cười, giấu luôn cả nỗi ngậm ngùi chia xa. Trở lại mùa hoai ơi, mười năm thôi trở lại mùa hoa chữ cài vàng bên nước mi ơi ơi. À mà về quê ta chứ quê ta mong đỏ ơi, rằng rằng thương rằng thương thời chiến đây. Chúng ta cùng đắm chìm trong ánh trăng thu dịu êm và thanh bình nơi miền quê, cùng cảm nhận lời nhớ thương da diết của cô gái với người yêu. Nhớ hôm nào đi bên anh ước nguyện chung đôi, dẫu phải trải qua bao gian nan vất vả, dẫu phải đợi biết bao mùa trăng, em vẫn một lòng sắt son. Bài Sao Xuyến Một Vầng Trăng do soạn giả Nguyễn Quang Cảnh soạn lời sẽ được nghệ sĩ Tú Thu Huyền trình bày theo điệu ngâm sổng và luyện nam cung. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Từ đồng lúa thổi qua, vầng trăng êm dịu ngọc ngà sáng soi, lung linh đẹp giữa bầu trời, mênh mang tiếng hát đầy lời yêu thương. Nhớ về thank you.
quý vị và các bạn, tháng 3 gõ cửa, có lẽ trong lòng mỗi chúng ta còn vương vấn một chút hương vị của mùa xuân. Những nhành xoan tím cũng trở nên nặng trĩu trong nắng cuối xuân. Những bông hoa gạo cũng dần nảy nở khiến cả góc trời đỏ rực, lòng người trở nên sao động. Bởi hương của tháng 3 đang trào dâng trong tất cả đất trời. Bài hát tháng 3 của soạn giả Hoàng Anh Tuấn sẽ được nghệ sĩ Hạnh Ngân trình bày theo điệu Sử Bằng. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Hoa xoan tím một trời thương nhớ số người Việt Nam, quê hương luôn là niềm tự hào, là nỗi nhớ khôn nguôi khi xa cách. Quê hương nơi lưu giữ những kỷ niệm của thời thơ trẻ, nơi những người thân yêu ruột thịt của ta đã và đang sinh sống. Bởi vậy, những nhà văn, nhà thơ hay các soạn giả đặt lời cho dân ca và nhạc cổ truyền không thể không viết về quê hương mình với những cung bậc tình cảm khác nhau. Với soạn giả Tường Minh cũng vậy, tình yêu quê hương da diết nồng nàn gói trọn vào những lời thơ sau đây trong bài Hương Quê do nghệ sĩ Tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày. Chúng ta cùng lắng nghe. Nghĩa vụ quân sự hoàn thành, trở lại tổ ấm đất lành quê ta. Bốn mùa rộn tiếng chim ca, xanh biếc bên
hoa cải vàng nỗi nhớ, ngào ngạt hương như hơi thở mùa xuân. Dục chúng ta cùng nhẹ bước nhanh chân, xây quê hương xứng tầm nông thôn mới. Quê hương đang hối hả, chung sức góp công ta dựng xây, bao vật đi vai, bao vật đi vai, dựng chí vững công ta làm mới cay. Bên sông dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam buổi này do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Thân ái chào tạm biệt. Quý thính giả yêu chèo thân mến, đến hẹn lại lên giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lại mở hội giữa mùa xuân. Đây là dịp để những nghệ sĩ, những ai yêu mến nghệ thuật chèo và những người đang làm công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị cổ truyền của loại hình đặc sắc này có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và khơi dậy tình yêu chèo cháy bỏng. Mùa xuân Kỷ Hợi năm 2019, Phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam và những hội nhóm yêu chèo trên khắp mọi miền đất nước hân hoan tổ chức giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 5. Chương trình lần này được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019 tại Đoàn An Điều Dưỡng 295 Bộ Quốc phòng, khu 1 Đồ Sơn, Hải Phòng. Ngoài được lắng nghe những giai điệu đằm thắm, trữ tình của nghệ thuật chèo, du khách còn được thăm khu du lịch nổi tiếng của thành phố Cảng. Đăng ký tham gia chương trình, xin gọi về số điện thoại 083 808 4512 hoặc 03 999 18478. Đối với người dùng Facebook có thể hát trực tiếp, đăng vào trang Facebook của chương trình là Giao lưu chèo toàn quốc. Chúng tôi xin nhắc lại, đăng ký tham gia chương trình xin gọi về số điện thoại 083 808 4512 hoặc 03 999 18478. Đối với người dùng Facebook có thể hát trực tiếp, đăng vào trang Facebook của chương trình là Giao lưu chèo toàn quốc. Ban tổ chức xin nhận đăng ký của quý vị và các bạn từ nay đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2019 vào tất cả các ngày trong tuần, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Rất mong quý vị và các bạn tham gia và cổ vũ cho chương trình. Hội vui mở giữa Đồ Sơn. Quý thính giả yêu chèo thân mến, đến hẹn lại lên
giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lại mở hội giữa mùa xuân. Đây là dịp để những nghệ sĩ, những ai yêu mến nghệ thuật chèo và những người đang làm công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị cổ truyền của loại hình đặc sắc này có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và khơi dậy tình yêu chèo cháy bỏng. Mùa xuân Kỷ Hợi năm 2019, Phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam và những hội nhóm yêu chèo trên khắp mọi miền đất nước hân hoan tổ chức giao lưu những người yêu nghệ thuật chèo toàn quốc lần thứ 5. Chương trình lần này được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019 tại Đoàn An Điều Dưỡng 295 Bộ Quốc phòng, khu 1 Đồ Sơn, Hải Phòng. Ngoài được lắng nghe những giai điệu đằm thắm, trữ tình của nghệ thuật chèo, du khách còn được thăm khu du lịch nổi tiếng của thành phố Cảng. Đăng ký tham gia chương trình, xin gọi về số điện thoại 083 808 4512 hoặc 03 999 18478. Đối với người dùng Facebook có thể hát trực tiếp, đăng vào trang Facebook của chương trình là Giao lưu chèo toàn quốc. Chúng tôi xin nhắc lại, đăng ký tham gia chương trình xin gọi về số điện thoại 083 808 4512 hoặc 03 999 18478. Đối với người dùng Facebook có thể hát trực tiếp, đăng vào trang Facebook của chương trình là Giao lưu chèo toàn quốc. Ban tổ chức xin nhận đăng ký của quý vị và các bạn từ nay đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2019 vào tất cả các ngày trong tuần, sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Rất mong quý vị và các bạn tham gia và cổ vũ cho chương trình. Hội vui mở giữa Đồ Sơn. Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Biết nhau từ dạo ấy, giờ tần tường mới thấy quê anh. Một vùng đây ngút ngút trời xanh. Bây giờ đã mở cánh hoa vàng nhường như hớn hở chiền chiền bay khỏi gió đồng quê. Mùa vui đã hẹn nơi về hương thơm. Giờ em mới tới, sợ khen ngay, e vội nghe em. Sông quê dải lụa em đèn lung linh cá bạc đan ken tôm vàng. Hương sen thơm cửa đầm làng, trăng soi lối ngõ
xôn xang điệu chèo. Biết mấy yêu thương quê ni nghèo đơm hoa nảy lộc anh lên nghỉ đường thương mẹ táo tần chăm chút đây thơ mẹ những mong con khôn lớn chẳng đường qua giữ tròn tâm lòng trồng lúa nghi đồng mênh mông sóng dày vàng điện tỏa khắp làng xóm dưới thôn trên bởi lòng dân chung sức tay chung tay những lúc hiểm mi nghèo tháng ngày trồng cây gieo hạt để mầm xanh biết nghĩ xanh vừa rồi là bài Nơi ấy quê anh, lời của soạn giả Xuân Dinh do hai nghệ sĩ ưu tú Xuân Theo và Thanh Hải hát theo điệu Đường Trường Bắn Thước. Tiếp theo là bài Trèo non ngắm cảnh quê hương do soạn giả Đỗ Liên Tiếp viết lời theo điệu Du Bống, nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày. Thank you.
bờ sông gió lòng thuyền về nơi đâu sông sông đuông y trải hoa nghi màu ngọt ngào nguồn đi xưa in sâu lòng người bình yên tiếng nắng đi rơi rơi chiều nắng hạ nước non thuyền hoa càng say càng ngày đắm thiết tha vẫn nề tình trời mây đông cứu thành thành trời mây đông cứu thành thành sai xa một mời quý thính giả nghe tiếp bài Hát trên quê mẹ, lời của soạn giả Phương Nam do hai nghệ sĩ ưu tú Bích Thục và Công Trí hát theo điệu Trinh Phụ. Nam Định quê mẹ thân thương, đường vươn ra biển con đi đường ấm no, mênh mông biển trời gió lướt sóng mênh mang.
treo đêm xôn xao là đây ý thiếp giá chàng. Trải qua bao tố nơi đào vắng, cưỡi sóng vượt trùng dương, đất quê dạng ngời, tay treo không buông lơi, đồng môi trắng phơi. Sau đây là bài Quê em trải rộng màu xanh do soạn giả Phùng Ngọc Bích viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Huyền trình bày theo điệu đào liễu.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Lời Du Trên Quê Hương do soạn giả Minh Chiểu soạn lời, nghệ sĩ Tú Minh Tâm hát theo điệu Quân Tử Vu Dịch.
Kết thúc chương trình là bài Đẹp sao mỗi buổi bình minh do soạn giả Xuân Mật viết lời theo điệu Sắp qua cầu, nghệ sĩ ưu tú Hồng Ngát và Túc Nữ trình bày. Đẹp sao mỗi bình minh rực rỡ, đàn em thơ xíu xít tới trường, ngàn cánh bướm khoe màu sắc sỡ, dập dờn trên mọi nẻo quê. Do biên tập viên Yến Oanh biên soạn, chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.